xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên. Và hiện giờ thì mình đang có mặt ở trên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ đi quay thực tế hai chai nước hoa Chris Aventus và Rosa Elysium này, và cùng tìm xem là mùi hương nào là mùi hương thắng cuộc, bằng cách là mình sẽ xịt lên giấy và cho mọi người gửi. Nếu như chai nước hoa nào được 5 người yêu thích trước thì sẽ là chai nước hoa thắng cuộc. Let's go. Let's go. Kênh Kiên Fragrance và mình đang có hai cái mùi hương này. Thì các bạn gửi xem là các bạn thích mùi hương nào hơn nhá. Đây cho nam. Dạ. Cho nam hay cho nữ? Đây là cho nam. Ok. Tôi thích cái này hơn. Cái này là cái gì? Cái này hơn là nó nhẹ hơn. Thế á? Nhưng cái này nó... Nhưng cái này tao thấy con gái hơn. Không sao, đây là quan điểm cá nhân thôi mà. Ừ, cái này kiểu manly. Đấy, tao thích đấy kiểu cảm kiểu này giác hơn này sẽ giống đàn ông hơn. À, đây là chai hoa này ạ. Rồi, mình cảm ơn. Đây, cái... Nhìn đẹp đấy. Trông giống... Chai này khá là nổi tiếng. Trông giống một chai rượu. Ờ, trông cửa giống một chai rượu. Mình cảm ơn hai bạn nhá. Ô, lấy gì? Mẹ, kể lời mọi lần. I like this. Do you like it? Yes. Oh. It's nice. Rosa Elysium Chris Aventus. Yeah? Chris, yeah. I like this. Okay. Thank you. Kênh YouTube Kiên Fragrance về nước hoa. Và cái kênh của mình thì đang có rất là nhiều bạn đang yêu cầu làm hai mùi này và chọn ra một mùi nào tốt nhất. Thì các bạn gửi xem. Người sao có bị ngất không anh? Không biết được, anh không biết được cái đấy như thế nào. Thích mùi nào hơn? Em thích mùi kia hơn. Mùi này ấy hả? Dạ vâng, mùi này ạ. Con em? Tao thấy mùi này hơn. Dạ. Đây, mùi này. Mùi này đâu? Em thích mùi này. Đây là... Đây, chai nước hoa này đây. Đó. Em thích mùi này. Đây ạ. Ừ. Dạ. Đây. Hai chai nước hoa. Rất là cảm ơn hai bạn nhá. Dạ vâng. Ở mặt kia. Hai cái giống nhau ạ? Không, khác nhau. Đây bạn ngửi, đấy là một mùi, đây là một mùi. Bạn dai thử của mình xem bạn thích mùi hương nào. Hai mùi này. Mùi là cái mùi gì? Thở sao hai người giống nhau đây? Mùi này mát mát hơn này. Ừ. Nó cũng có phần hơi giống nhau. Nhưng mà các bạn ở kênh mình chai nước hoa này. Rồi. Đây, Squid. Đây là chai nước hoa mà bạn đã chọn. Mình cảm ơn. Thế bạn nam bạn thích mùi nào? Mình thích cái mùi này hơn. Bạn thích mùi này hơn. Và đây là người thắng cuộc ngày hôm nay. Tỷ số rất là áp đảo. Thật sự là mình cũng không ngờ đến kết quả là Chris Aventus lại là người chiến thắng. Và anh em có bình luận gì về video này không? Hãy comment ở phía dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha, để mình có thể làm nhiều video phỏng vấn thực tế nhảy hơn cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.